học ngày càng phát triển, con người có thể phát minh ra vô số vệ tinh đặt bên ngoài trái đất, tìm cách đưa người lên mặt trăng, có thể đặt chân vào sao hỏa, khám phá vũ trụ. Nhưng còn nhiều nơi trên mặt đất vẫn là bí ẩn mà con người chưa khám phá ra được. Đó là đại dương sâu rộng, những vùng đất bị lãng quên. Trong số đó, người ta vẫn lưu truyền với nhau về một nền văn minh bị mất tích, một huyền thoại mang tên Atlantis. Thành phố Atlantis là một trong những truyền thuyết cổ xưa nhất trên trái đất. Lần đầu tiên được nhà triết học Hy Lạp cổ đại lừng danh Plato kể vào năm 360 trước công nguyên, mô tả một vùng đất thịnh vượng đã biến mất không một dấu vết và chìm xuống biển. Theo Plato, các vị thần Hy Lạp xưa kia đã phân chia trái đất để mỗi thần có thể sở hữu được nhiều nhất. Poseidon, vị thần cai quản biển cả, được khá nhiều ưu tiên và theo sở thích của mình, ông được giao sở hữu đảo Atlantis. Thủ đô của Atlantis thực sự là một kỳ quan kiến trúc và công trình xây dựng kỳ vĩ, bao gồm những bức tường thành và kênh đào hình tròn đồng tâm. Ở trung tâm thành phố là một quả đồi lớn. Trên đỉnh đồi là nơi đặt đền thờ Poseidon. Bên trong đền chính là bức tượng thần biển bằng vàng đang cưỡi ngựa thần sáu cánh. Hơn 11.000 năm về trước, Atlantis đã từng là một vùng đất yên bình và giàu có nhờ buôn bán, được xem là đạt tới đỉnh cao vinh quang nắm giữ những tri thức và công nghệ tối tân. Nhưng sau nhiều năm thịnh vượng, nhà vua dần trở nên kiêu ngạo, còn người dân thì tự mãn. Vì vậy, các vị thần đã tức giận và chỉ trong một đêm phá hủy lục địa này bằng một trận động đất khủng khiếp với những cơn sóng thần nhấn chìm toàn bộ những công trình và nền văn minh Atlantis xuống đáy biển. Vậy, thành phố Atlantis có thật sự tồn tại? Thành phố Atlantis đã là chủ đề bàn tán trong hơn 2.500 năm qua của các nhà triết học, sử học và khảo cổ học. Đi tìm thành phố Atlantis như chuyến hành trình phiêu lưu dài bất tận đi tìm kho báu vô giá, thu hút các nhà khảo cổ ưa thích thám hiểm. Nhiều nhà sử học và học giả cho rằng Atlantis chỉ là một câu chuyện tưởng tượng của lịch sử. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu khác lại cương quyết khẳng định về sự tồn tại của Atlantis và thậm chí còn cho biết nơi có thể thành phố đang bị nhấn chìm hiện nay. Dưới đây là những giả thuyết khẳng định các cương quyết đó. 1. Thành phố Atlantis nằm dưới tam giác quỷ Bermuda. Mới đây, các nhà khoa học Canada đã tìm thấy tàn tích còn sót lại của một thành phố cổ chìm dưới khu vực ngoài khơi bờ biển Cuba ở độ sâu gần 200 mét, sử dụng robot có khả năng lặn dưới nước. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi hai nhà khoa học Paul Wenzeng và Pauline Zalitsky tìm cách hóa giải mối nghi ngờ về sự tồn tại của một thành phố kỳ vĩ trong lòng đại dương cách bờ biển phía đông Cuba khoảng 700 mét. Hình ảnh thu được cho thấy các tòa nhà hoành tráng cùng một số bức tượng nhân sư, ít nhất 4 kim tự tháp khổng lồ và nhiều công trình kiến trúc khác. Nhưng điều đó vẫn không đáng kinh ngạc bằng việc thành phố này nằm trong tam giác quỷ Bermuda huyền thoại, khu vực nổi tiếng bởi vô số vụ mất tích kỳ bí chưa rõ nguyên nhân. Phát hiện trên khá phù hợp với những tư liệu truyền thuyết nói về sự biến mất của thành phố Atlantis do một trận lũ lụt, động đất hoặc phun trào núi lửa lớn. Theo các chuyên gia, thảm họa này xuất hiện vào giai đoạn cuối kỷ băng hà, khi mà hàng loạt trỏm băng Bắc Cực tan chảy với tốc độ nhanh chóng khiến mực nước biển toàn thế giới tăng lên đột ngột. Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là bán cầu Bắc. Đường bờ biển thay đổi, đất đai, đảo, thậm chí cả đảo lục địa đều biến mất. Theo tính toán, ở giai đoạn trước, mực nước biển trên trái đất thấp hơn ngày nay gần 120 mét. Giả thuyết về sự tồn tại của một nền văn minh tiên tiến càng được củng cố bởi hệ thống biểu tượng và chữ tượng hình cổ đại trên các hòn đảo Cuba, giống hệt với nét khắc họa trong những cấu trúc dưới nước vừa tìm thấy. Ngoài ra, 4 kim tự tháp nơi đây, một trong số đó làm bằng thủy tinh, có chiều cao vượt trội so với kim tự tháp Giza hay Keops ở Ai Cập. Nguyên liệu xây dựng chúng là những phiến đá nặng hàng trăm tấn đã được cắt gọt và đánh bóng. Trên đó có nét khắc kỳ lạ, tương tự một loại chữ tượng hình Ai Cập ít biết tới. Phát hiện của các nhà khoa học Canada là một bất ngờ thú vị, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho ngành khảo cổ nói riêng và giới khoa học nói chung, có khả năng làm thay đổi lịch sử nhân loại. 2. Thành phố Atlantis không bị chìm xuống đáy biển. Michael Hanner, một nhà lập trình máy tính người Đức, đã đưa ra giả thuyết Atlantis không chỉ có trong truyền thuyết mà là thành phố cổ đại đã tồn tại và nó không chìm mà chỉ bị sóng thần đẩy ra khơi xa gần bờ biển Marrakech, Morocco.
Anh đã tính toán dựa vào tập hợp dữ liệu và thông tin trong các bản viết tay của nhà hiền triết Plato và xem xét kỹ lưỡng từ dấu hiệu nhỏ nhất để định vị vị trí của thành phố Atlantic. Anh đã dùng những từ ngữ đáng lưu ý trong bản viết của nhà hiền triết Pluto để nhận diện 51 chi tiết và sử dụng để tính toán tọa độ tuyệt đối của thành phố Atlantic. Cụ thể, những từ ngữ đáng lưu ý gồm Atlantic nằm gần bờ biển và có kết cấu gồm mấy vòng nhẫn bao quanh. Hunter thấy ở Morocco có những đặc điểm y như mô tả. Di chỉ nằm ở lòng chảo sa mạc cách biển 1.127 km, giống hệt mô tả của nhà hiền triết Plato. Ở giữa có ụ đất nhỏ giống với phần nổi lên giữa thành phố Atlantic. Xung quanh đó là mấy vòng đáy sông càng giống thành phố truyền thuyết này. Trong cuốn sách của mình, nhà nghiên cứu Mark Adam công nhận giả thuyết của Hunter cho rằng nó có sức thuyết phục nhất. Điều trùng hợp nữa là đúng đồng bằng Sos Massa từng bị động đất san bằng thành phố. 3. Thành phố Atlantic nằm dưới đáy biển Địa Trung Hải giữa đảo Sip và Seria. Nhà nghiên cứu Mỹ Robert Samas khẳng định đã tìm được bằng chứng cho thấy thành phố trong truyền thuyết Atlantic thực sự tồn tại và hiện đang nằm dưới đáy biển Địa Trung Hải giữa đảo Sip và Seria. Ông cho biết việc chụp định vị qua nước sâu đã tiết lộ những cấu trúc nhân tạo, trong đó có một bức tường dài 3 km, một đỉnh đồi có tường bao quanh và các rãnh sâu trên một ngọn đồi chìm. Chúng tôi chưa thể cung cấp bằng chứng hiển nhiên dưới dạng các viên gạch hay vữa hồ, vì các vật tạo tác này đang bị chôn vùi dưới vài mét trầm tích, nhưng bối cảnh ở đây và các bằng chứng khác là không thể phủ nhận, ông nói. Trong cuốn sách Khám phá Atlantic, Samas cho rằng đảo Sip từng thuộc về lục địa đã mất, đồng thời nhấn mạnh rằng phát hiện của ông phù hợp hầu như tuyệt đối với những mô tả của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato về thành phố, quốc gia huyền thoại này. 4. Thành phố Atlantic nằm ở Đông Nam Á. Điều này liệu có chính xác không nếu như Atlantic nằm ở Đông Nam Á bây giờ? Các kiến thức về địa lý thời kỳ cuối kỷ băng hà trên trái đất cho thấy rằng trước kia, mặt nước biển thấp hơn bây giờ 200 feet ở Bắc Mỹ và châu Âu hình thành những dải băng khổng lồ bao phủ. Và vùng đất, hòn đảo như Indonesia lúc bấy giờ lại chính là một vùng đất rộng lớn trải dài từ Australia đến lục địa Ấn Độ. Những hiểu biết cổ xưa về lục địa Atlantic đã đề cập đến một vùng biển bao quanh châu lục Á-Âu và châu Phi. Nhưng thực tế, vùng biển Đông bao gồm biển Indonesia giáp với biển Java mới chính là vị trí thật sự của Atlantic. Khí hậu châu Á ôn đới, cận nhiệt đới mới chính là điều kiện thuận lợi để phát triển một nền văn minh hiện đại, nguồn gốc của các tiến bộ kỹ thuật. Những năm cuối thế kỷ thứ 20, tác giả Stephen Oppenheimer đã chứng minh trong cuốn Địa đàng Phương Đông, cái nôi của nền văn minh loài người ở vùng Đông Nam Á, thành phố cổ tích Atlantic và con đại hồng thủy chỉ là một truyền thuyết mà người dân vùng Đông Nam Á cổ đại mang theo đi khắp thế giới sau thảm họa. Thảm họa này diễn ra vào cuối kỷ băng hà, cách nay khoảng 11.000 năm, đã nhấn chìm hơn một nửa lục địa Đông Nam Á mà ngày nay gọi là thềm lục địa Sudan. Do theo lý thuyết này, gần đây các nhà khảo cổ Nhật Bản đã tìm được kim tự tháp Yonaguni tại vùng biển sâu phía bắc Đài Loan. 5. Thành phố Atlantic nằm ở Nam Cực. Một giả thuyết gần đây cho rằng Atlantic nằm ở Nam Cực. Theo đó, Atlantic không phải là một vùng đất phủ kín trong băng tuyết ở tận cùng thế giới như bây giờ, mà lục địa từng nằm ở ngay xích đạo và có khí hậu nhiệt đới. Sau đó, nó đã bị di chuyển do sự tách trôi của vỏ trái đất. Về mặt khoa học, một chuyên gia địa chất đề cập thuyết sự chuyển dịch của vỏ trái đất. Theo đó, cứ khoảng 40.000 năm, lớp vỏ trái đất lại trải qua một thời kỳ dịch chuyển mạnh và làm thay đổi vị trí của các châu lục. Như vậy, cho tới cách đây khoảng 12.000 năm, khối lục địa ở Nam Cực có thể nằm tại vị trí gần xích đạo hơn, chưa bị đông lạnh và hoàn toàn phù hợp cho người tiền sử định cư. Tiến sĩ Vanessa Bowman thuộc cơ quan khảo sát Nam Cực Anh cho hay, dù chưa được xác quyết hoàn toàn, nhưng có bằng chứng cho thấy Nam Cực từng được bao phủ bởi các tán rừng mưa nhiệt đới rậm rạp như tại New Zealand ngày nay. Tương tự, chuyên gia Jane Francis tại Đại học Leeds của Anh nói, các dãy núi băng tại Nam Cực là tương đối trẻ nếu đặt chúng trong tiến trình lịch sử địa chất. Từ đó, những người ủng hộ giả thuyết mới cho rằng vào thời tiền sử, nền văn minh Atlantic đã phát triển tột độ cho đến khi bị hủy diệt bởi sự dịch chuyển địa chất và kỷ băng hà. Bằng chứng để chứng minh Atlantic chính là Nam Cực ngày nay khá phù hợp bởi vì người ta đã tìm thấy các kim tự tháp phủ đầy băng tuyết
hạt phấn hoa và các mẫu vi sinh vật sống ở nước mặn ngay ở Nam Cực băng giá. Điều này chứng minh rằng có lẽ Nam Cực trong quá khứ hoàn toàn khác biệt, có thể đủ ấm áp để con người sinh sống. Và biết đâu, sâu dưới lớp băng dày là một nền văn minh cổ đại giống như Plato đã mô tả. 6. Thành phố Atlantic nằm ở sa mạc Sahara. Mặc dù khá vô lý và nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều về giả thuyết Atlantic xuất hiện ở sa mạc Sahara, nhưng ở đây có nhiều điều kỳ lạ với những đặc điểm tương đồng với thành phố mất tích Atlantic mà các nhà khoa học không thể nào lý giải nổi. Trong những chuyến du hành đầu tiên của kỷ nguyên khám phá vũ trụ của con người, một số phi hành gia đã chụp được một số bức ảnh ở phía tây sa mạc Sahara có cấu trúc địa lý khá đặc biệt. Nhìn từ vũ trụ, các phi hành gia đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó. Người ta gọi nó là Kanbari Sat, còn gọi là mắt Sahara hoặc mắt châu Phi, là một cấu trúc địa lý hình tròn có đường kính hơn 45 km. Mắt Sahara nằm trên phần sa mạc thuộc Mauritania, cách thành phố Wandan khoảng 25 km về phía đông. Gần đây, Chris Hadfield, nhà du hành vũ trụ người Canada, đã chụp ảnh mắt Sahara từ trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Bức ảnh của ông đã gây một cơn sốt thật sự trên thế giới. Người ta bắt đầu đặt những nghi vấn về những dấu vết này. Tại sao giữa sa mạc hoang vu lại có những vòng tròn đông tâm như vậy? Người ta đưa ra giả thuyết có lẽ nào thiên thạch rơi xuống đây. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khoa học lại không thể nào tìm được vết tích của các vụn thiên thạch. Nhìn từ xa, các vòng tròn này có vẻ rất đối xứng với nhau. Điều này khiến người ta liên tưởng đến nhiều huyền thoại Atlantic bị mất tích cùng với những vòng tròn đồng tâm. Cuộc khảo sát này đa phần được sự đồng tình của nhiều người. Phải chăng Atlantic không bị nhấn chìm bởi biển nước của đại dương mà là biển cát của Sahara? 7. Thành phố Atlantic nằm ở miền nam Tây Ban Nha. Một nhóm nghiên cứu do Mỹ đứng đầu đã sử dụng bức ảnh vệ tinh về một thành phố được cho là bị nhấn chìm để tìm ra một địa điểm ở ngay phía bắc Kanji, Tây Ban Nha. Tại nơi này, vốn bị chôn vùi trong những vùng đầm lầy rộng lớn của công viên Dona Ana, họ tin rằng họ đã tìm thấy thành phố cổ được biết đến với tên gọi là Atlantic. Nhóm các nhà khảo cổ và địa chất đã kết hợp sử dụng radar mặt đất, bản đồ số và công nghệ dưới nước để nghiên cứu khu vực. Tại đây, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một loạt các thành phố tưởng niệm kỳ lạ được những người lánh nạn xây dựng trên hình ảnh của Atlantic sau khi thành phố bị phá hủy bởi một trận sóng thần. Điều đó đã giúp cho các nghiên cứu có thêm bằng chứng và sự tin tưởng. Những người Atlantic may mắn sống sót sau sóng thần đã chạy vào trong đất liền và xây dựng các thành phố mới tại đó. Trưởng nhóm nghiên cứu Richard Frell cho hay, "Chúng tôi tìm thấy một thứ mà không ai từng nhìn thấy trước đó. Rất khó có thể tưởng tượng rằng sóng thần có thể đổ bộ sâu 100.000 km trong đất liền, nhưng đó lại là những gì mà chúng ta đang nói đến." Các chuyên gia dự kiến sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc khai quật nữa tại địa điểm mà họ tin là Atlantic từng tồn tại và các thành phố bí ẩn ở miền Trung, Tây Ban Nha, để nghiên cứu chặt chẽ hơn sự hình thành địa chất và để xác định niên đại các đồ vật. 8. Atlantic là hòn đảo mang tên Santorini ngày nay. Đây là một giả thuyết ngày càng phổ biến về sự thật của Atlantic và cũng là một trong những giả thuyết được nhiều nhà khoa học ủng hộ. Vị trí của Atlantic chính là hòn đảo của người dân Crete, được gọi là Santorini hay Thera. Đây là hòn đảo cách đất liền Hy Lạp vài trăm dặm thuộc vùng Địa Trung Hải. Có lẽ vì vị trí này khá gần với nơi mà Plato miêu tả, nên người ta nghĩ rằng huyền thoại Plato đã đến đây và có những ghi chép về vùng đất này. Thực tế, câu chuyện về Atlantic và Santorini có nhiều nét tương đồng. Santorini là đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ, hình vòng tròn có cùng tên và là tàn dư của một miệng núi lửa. Khá đúng với những gì Plato viết về những vòng tròn đồng tâm, Santorini có cấu trúc địa lý tâm khá ấn tượng và chúng đã có trước khi núi Minoan phun trào nham thạch. Các vòng tròn lồng vào nhau tạo thành các khu vực khác nhau của thành phố. Tàu bè có thể qua lại ở các khu vực này bằng các con hào và các kênh rạch của hòn đảo. Về những trụ cột đá của Hercules mà Plato nhắc đến, người ta cho rằng đó chỉ là ám chỉ những đám mây được treo lơ lửng trên ngọn núi Minoan cao gần 40 km, mà chắc chắn toàn bộ Đông Địa Trung Hải có thể nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến huyền thoại Hy Lạp, vị thần Atlas nâng cả bầu trời trên vai. Ý tưởng này được khá nhiều sự ủng hộ từ phía công chúng. Thêm một sự trùng hợp nữa là, ở Santorini cũng từng xảy ra một trận phun trào núi lửa dữ dội ở ngọn núi Minoan vào gần thời điểm hủy diệt của Atlantic.
Sau đó, sóng thần cuốn trôi mọi thứ bên trong hòn đảo. Thực tế là các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về các tòa nhà nhiều tầng, đường ống nước trong nhà và hệ thống lọc khí tiên tiến đã cho thấy con người sống trên Santorini trước khi nó sụp đổ là chắc chắn tiến bộ hơn các vùng đất khác của Hy Lạp vào thời điểm đó. Hiện nay, mỗi năm có hàng ngàn khách du lịch đến Santorini, Thera để uống rượu Atlantic địa phương và cùng nhau thảo luận về thành phố Atlantic xưa cũ. Đối với họ, Atlantic sẽ không bao giờ được tìm thấy bất cứ nơi nào khác ngoài Santorini. 9. Atlantic chỉ là thành đô hư cấu. Hầu hết chuyên gia khẳng định nền văn minh biến mất chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của triết gia Hy Lạp. Theo một số học giả, có thể Plato đã mượn cảm hứng từ một số sự kiện có thật trong lịch sử như trận chiến thành Troy hoặc vụ núi lửa phun trào tại Thera, ngày nay là đảo Santorini thuộc Hy Lạp. Không thể nghi ngờ một sự thật là Plato đã dùng kiến thức lịch sử để dựng nên các cuộc đối thoại về lục địa Atlantic của ông. Dường như đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato, và đại thảm họa này đã đi vào lịch sử của người Hy Lạp và cuối cùng được đi vào tác phẩm của những nhà triết học ở thời đại 1.000 năm sau đó. Giả thuyết những thảm họa về sau được Plato đề cập đến dưới hình thức lý tưởng hóa, nhưng mô tả về tài nguyên to lớn và sức mạnh vô biên của Atlantic vì thế đã có sự cường điệu hoặc tô vẽ thêm qua những câu chuyện kể nhiều năm sau. Cuối cùng cần phải thấy rằng, mô tả Atlantic tuy rất gần với thực tiễn của các xã hội cổ đại nhưng lại nằm ngoài chủ đích của Plato. Với Plato, Atlantic không phải là một nền văn minh mà là một phương tiện truyền bá tư tưởng. Vốn là triết gia chứ không phải là nhà sử học, để lập thuyết, Plato cần hư cấu Atlantic như một đối thủ không thể vượt qua. Mô tả chi tiết về Atlantic là cách Plato gây ấn tượng với người đọc về sự giàu có vật chất, sức mạnh công nghệ và lực lượng quân sự. Cái quyết định lịch sử không phải là của cải hay sức mạnh, mà quan trọng hơn là cách thức quản lý xã hội và con người. Thành tựu trí tuệ của một xã hội có vai trò quan trọng hơn và luôn luôn vượt trên của cải hay sức mạnh vật chất. Đó chính là điều mà Plato muốn nhắn nhủ với chúng ta thông qua một thành đô hư cấu. Chắc hẳn những giả thuyết rối ren kia đã làm cho các bạn bối rối, liệu đâu là Atlantic thật sự rồi đúng không? Bạn nghĩ rằng Atlantic thật sự nằm ở đâu trong những địa điểm trên? Cho dù Atlantic đang ẩn mình tọa lạc chỗ nào đi nữa, thì nó vẫn là một bí mật mà nhân loại mong muốn tìm kiếm. Sự tồn tại của nó là một bí ẩn mà không ai có thể biết được. Cuối cùng, đừng quên like, share video và đăng ký kênh để theo dõi các video thú vị tiếp theo nhé!